Xin chào mọi người. Sau vài tiếng đồng hồ băng rừng lội suối, chúng tôi đã tới được lãnh địa hay còn gọi là vương quốc của loài nấm Liêm Xanh. Đây là một cây dược liệu quý tại Quảng Nam mà nhiều người Đông y cho rằng nó còn quý hơn cả sâm ngọc linh. Nấm Liêm Xanh là gì? Nó mọc như thế nào? Nó mọc trên cây Liêm Xanh ra sao? Thì chúng ta sẽ trải nghiệm qua video này nhé. Đây là gốc Liêm Xanh. Tôi sẽ nói sơ về những cái nấm mọc trên cây gốc Liêm Xanh. Trên cây Liêm Xanh nó có 6 loại nấm, nhưng mà phổ biến và quý nhất là hai loại. Là loại là Sích Chi, nó mọc dưới gốc rễ cây Liêm Xanh. Đây, loại Sích Chi đây. Đây là Sích Chi. Những cái nấm như vậy là nó mới vú lên nè. Còn nấm này nó vú lên, nó phát triển tay nấm rồi, nhưng mà nó còn cái viền vàng hay viền trắng này nên nó còn non. Đây khoảng là nửa tháng nữa nó sẽ phát triển đầy đủ. Còn cái này là chắc khoảng tháng nữa nó sẽ hình thành tay nấm như vậy. Cái gốc này nó còn to thì cái tay nấm nó phát triển còn lớn. Ngược lại cái gốc này nhỏ thì cái tay nấm nó nhỏ. Đây là chi nha, mập gốc rễ nè, đây là tử chi nè, mập từ thân cây nè. Trong 6 loại nấm thì Sích Chi là cái loại có dược tính mạnh nhất. Đây là tử chi nè ha. Đây, gốc Liêm Xanh đây, gốc này thuộc dạng gốc cổ thụ đó. Những gốc liêm to như vậy thì nó cho ra rất nhiều nấm. Thì những gốc liêm thì nó cho rất nhiều loại nấm. Đây nấm này. Theo sát cái gốc rễ nó thì sẽ phát hiện ra rất nhiều nấm. Đây nè. Đã chưa? Những loại nấm mà nó còn cái viền trắng này là nó chưa phát triển đầy đủ. Cái này khoảng tuần hai tuần nữa thôi nó sẽ phát triển đầy đủ. Khi phát triển đủ thì nó sẽ có cái màu này bao trùm toàn bộ cái tay nấm nha. Nó sẽ mập ra tới sắt. Đó, lại là mấy nhúng ra đây nè. Đây nè. Thế dưới này nó còn nữa mà chúng tôi hiện tại chưa có rồi, hiện tại chưa có lùm sụp hết. Đây góc bên này, cái nấm này nấm tự chi nè, nó mới đây nè, này lớn khoảng tháng nữa thì nó hình thành cái tay nấm to này. Cái loại này nó chỉ to khoảng hơn bằng tay tí thôi, nó không có phải thuộc loại nấm gỗ nó to đùng như vậy đâu. Nó đang thay gốc này. Đó. Đây này. Wow. Đây này. Đó. Đây này. Dưới này nè. Cái nấm này nó phát triển đầy đủ rồi nè, nhưng mà do cái cuống nấm nó nhỏ nên nó hình thành cái tấm nhỏ, cái này nó già rồi. Nếu chúng ta không nhổ để khoảng tháng trở lại là nó tự động nó hư rồi.
đây nè, như cái nấm này nó phát triển đầy đủ hết rồi nè. Đó, còn ví dụ như vậy nè, cái những cái nấm này nè nó phát triển đầy đủ rồi nhưng mà nó tự động nó hư nha, chứ nó không có to nữa. Bởi vậy người ta gọi hay gọi là nấm này nấm hàng niên vì nó mọc quanh năm, chứ không phải như cái nấm gỗ nó cần nhiều tuổi thì nó còn phình to ra. Cái loại đó là người ta gọi là nấm đa niên vì nó có thể sống rất nhiều năm, có những cái nấm nó tới 100 năm nè. Đây là những cái nấm lúc nãy tôi mới nhổ nè. Cái nấm này tôi nhổ bên góc bên kia chứ không phải góc này. Mọi người xem. Đây những cái nấm nó phát triển đầy đủ rồi nè. Đó, nó mập ra thì thân kìa. Thì góc để cho mình xem nè. Okay. Nấm như vậy đó, mọi người thấy đó. Thì cái này nó mọc quanh năm à. Khi một đợt mưa xuống thì nó ẩm ướt, nó sẽ lên nấm như vậy. Và những nấm nó mới nhú nhú như vậy nó ở đây vô lúc nãy chúng ta sẽ chúng ta coi video này thì thấy rất nhiều cái chọt nó mọc lên, nó mọc lên. Thì khoảng tháng trở lại thì nó đã thành thành cái tay nấm rồi. Tháng trở lại nó đã thành tay nấm như vậy rồi. Đó.